Anh xin chào mọi người. Nay có thời gian rảnh, em quay cho mọi người một số sản phẩm của anh Phong đây quay. Hiện tại ở đây thì em còn thấy một số đồ độc, vài thanh trượt Pigme này. Đấy. Còn một số món này thì mọi người có thể lấy được món nào, có thể gửi hình chụp hình qua Zalo. Rồi em sẽ báo giá và gửi hàng cho. Hiện tại thì hàng này đang ở trong kho của anh Phong đây quay. Có rất là nhiều chuột. Ở đây như mã số 231. Giá 100 ngàn này. Này chuột sang trái xong phải được. Mã 31, 231, giá 100 ngàn. 231, 132. Đây. Cái này em quay sơ qua nhá. Mọi người lấy được cái nào thì có thể chụp hình và gửi hình cho. Con này chưa có giá. Đây có một cặp để chia máy hàn Shelby bằng nhôm, giá 150 ngàn. Ở đây có cặp dài hơn, giá 200 ngàn. Mã số 1. Cái này mã số 22 này, giá 150. Đây có một cái to đùng luôn. Đây hiện tại em đang thấy một cái con lô nhôm to này. Mã S7 giá 480 ngàn. Con này là con làm mẫu làm video, hiện tại thì chưa có 7 hoặc 8 con ấy, bán hết rồi. Giờ chỉ còn một con mẫu này vẫn còn sót lại. Đây có một con đế nhôm nữa. Đế nhôm mã 73 giá 280. Mọi người thấy là cái đế nhôm rất là dày. Kia còn một con trượt nữa, S4 giá 300 này. Đấy. Mọi người lấy thì có thể inbox qua Zalo, em để ở dưới phần tiêu đề, để về rồi em inbox qua rồi em đo kích thước, cân nặng cho. Ở đây còn một con thanh trượt này. Mã số 231. Con này giá 500 ngàn, một thanh này giá 500 ngàn. Ở đây còn một thanh trượt to này. Mã S3 giá 595 ngàn, rất to rất nặng. Ngoài ra thì bên em vẫn còn bộ bánh xe này. Bánh xe AC300 hàng rất là mới, con này thì chịu tải được 6 đến 8 tạ. Mọi người có thể độ chế thành cái khung này, bỏ chậu hoa, cây cảnh hay là máy móc gì lên, đẩy trong nhà xưởng hoặc ở sân vườn trước nhà cũng được. Hiện tại nó có hai loại, một loại đế vuông với lại một loại đế trụ, chịu tải ngang nhau hết. Ngoài ra thì còn một sót lại một bộ lục giác ngắn này, bộ 9 cây, giá là 190 ngàn. Còn một bộ duy nhất. Đây vẫn còn sót hộp điện mã C4 này, giá 350 này. Một cây súng xịt thuốc, phun thuốc hoặc là để rửa xe được. Con này mã 131. Ở đây còn ít ổ cắm này. Ổ cắm này là của Đài Loan xuất Nhật,
chuyên dùng cho điện 110. Cái này có thể sử dụng được điện 220 nhé. Đây, chuyên sử dụng 110. Cái ưu điểm là nó dùng sử dụng phích cắm dẹt, có cái nắp bảo vệ bên trong này, tránh chảy nhỏ chọc ngoáy vào trong. Và ưu điểm thứ hai là có công tắc, mình có thể tắt được từng phích cắm một. Cái này có thể sử dụng được điện 220. Thì mọi người có thể cắm trực tiếp vào điện 220. Ở bên trong này nó có một con tụ này, cắm vào 220 nó sẽ nổ. Đấy, nổ thì mọi người rút ra ngay, nó sẽ cháy con tụ bên trong. Thì mình có thể sử dụng được điện 220. À, bên em Phong còn có lô hàng bóng đèn 4 cánh hàng mới về đây. Chuyên sử dụng để live stream. Hai bóng này thắp buổi tối sáng như ban ngày. Giá cũng rẻ thôi. Công suất 40W, dùng rất là ok. Ngoài ra thì vẫn còn dép. Dép xanh thì vẫn còn sót lại được vài đôi 41, 42, 43 và một rơi rớt một hoặc hai, một hoặc hai đơn đôi, một hoặc hai đôi size 40. Đây còn một cặp thanh trượt này, giá của nó là 900.000 sao, 900.000. Kia còn một thanh trượt, thanh trượt dài. Ở đây hàng mới về được thêm hai cuộn dây cứu hỏa. À, đường kính của nó là 40, ống 40, dài 19 mét, à dài 15 mét, 40 x 15, ống cứu hỏa. Hai đầu đã có hai đầu cùm sẵn rồi, về chuyên dụng sử dụng thôi. Ở đây là một con Raubi hàng nội địa Úc này, của chuyên rửa xe, 1800W, giá là 1.300.000 full option, đầy đủ hết. Ống rất là ống ra ống 10 mét súng, có cái bình để pha xà bông xịt được. Ngoài ra còn rơi rớt một số đoạn của ống FMC, cái ống hơi của Nhật. Ống này ống hai lớp, lớp ngoài lớp chống cháy, lớp trong là lớp chịu nhiệt. Đường kính ngoài là 10-12, đường kính trong là 6, chuyên chịu nhiệt. Rơi rớt vài đoạn thôi, 5m, 7m, 8m. Ngoài ra mới về lô cuộn dây điện Rulo, giá dao động từ 1.300.000 cho đến 1.500.000, toàn lô đẹp thôi. Kia là lô từ 1.400.000 đến 1.500.000, còn cái lô bên này là 1.100.000, 1.200.000 này đó. Lô bên này là đẹp nha, hàng đẹp, hàng tuyển không á. Ở đây còn vài cái anh Phong gọi là cái đùm xe đạp, giá có hơn 100.000 thôi. Còn một số súng xịt hơi này, xịt hàng bãi, vẫn dùng tốt, ok. Em sơ quay sơ qua thì mọi người có thể xem được sản phẩm nào. Xem được sản phẩm nào thì có thể inbox chụp hình, hoặc là nhắn tin, hoặc là cái sản phẩm đó chưa hiểu ạ, thì có thể inbox qua cho em để em hỏi anh Phong, hoặc là em sẽ báo anh Phong trực tiếp trả lời cho mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người.